thọ trì ghi giới. Nhật Quỳnh cũng thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sư Trạng Đông đã mở room và cho nghe bài pháp của Ngài Chánh Minh. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Vinh Bách Hana đã cho bài học. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh mời bàn tay Rạng Đông. Dạ, và xã thủ mời bàn tay Rạng Đông mở hàng. Dạ, sau đó Nhật Quỳnh mới mời Xích Trần Đạo, mời cô ấy Minh, mời Xích Trần Phụng, mời Nguyên Tịnh, mời Xích Hạnh Kiểm, mời tất cả quý vị trong đạo tràng có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để ôn bài hấp cứu số 2 à. Dạ, kính chào Minh Phương người vào đạo tràng. Dạ, giá thú bàn tay của Rạng Đông. Dạ, mời Rạng Đông nha. Sa thú chị Nhật Quỳnh, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 2. Mano phúc bằng gá ma tạm ma, mano xét thà, mano ma già, mana sa chê, ba sàm nê ná, phà sa tí hòa, ca rù tí hòa, ta tù năng suốt, khá măng quê tí, trà già quá, á ná bà dí ni. Mano phúc bằng gá ma tham ma, mano xếp thà, mano ma già, mana chê, ba sàm nê ná, phà sa ti hòa ca rô ti hòa ta tù năng su kha măng quê tí trà già quá a na pa di ni. Ma nô phúc bằng ga ma ta hâm ma, ma nô xét tha, ma nô ma già, ma na sa chê, pa sam nê na, phà sa ti hòa ca rô ti hòa ta tù năng su kha măng quê tí trà già quá a na pa di ni. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu giới ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma nô phúc bằng ga ma tham ma, ma nô xét tha, ma nô ma già, ma na sa chê, ba sam nê na, phà sa ti hòa ca rô ti hòa ta tô năng số kha ma nê kha măng quê tí cha già quá a na pa ni ni. Các pháp do ý dẫn đồng, ý chủ ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền như hình dội bóng vui liền theo sau. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Mời chị Trần Đạo. Nhờ chị Đạo Đông. Nam mô Bất Thai Giá, Nam mô Thân Bà Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng, kính lễ chư bà quý cô chư nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Quang Huệ, chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 2 ạ. Mà nô bức tăng và ma thâm ma, ma nô xét ta, ma nô ma ya, ma na sa chê ba sam nê na, ba sa ti va ca rê ti va, ta tê năng su ca mong rê ti, cha ya wa a na ma di. Ma no pê tăng là ma thâm ma, ma no sê ta ma no ma ya, ma ma sa chê ba sam nê ba sa chi ra ca rô ti ra ta tô măng su ca măng quê ti cha ya ya a na ba
ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc với thơ sao, như cũng không lời hành, đó là khổ thơ cái mà Phượng Thích Minh Châu. Ma na bút băng và ma phâm ma ma nô sê ta ma nô ma ya ma na sa chê ba san nê ya ba sa chi ya ka rô ti ya ta tô văn su hà măng lê ti cha ya qua a na ba di. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, bắt cầu đương duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dở bóng đi đường theo sau, đó là khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm ơn Vinh Quá Thế Na đã bất bại ạ. Dạ, con xin lỗi nhất tại cho đạo tràng. Sa thu sa thu lần thầy chân đạo. Nam mô Phật Thầy ya, Nam mô Tham Ma ya, Nam mô Sang Kha ya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh. Dạ, không biết ra có phải là Đại Đức Minh Phương à? Dạ, có phải Đại Đức Minh Phương không ạ? Thấy Đức Minh Phương, có phải Đại Đức Minh Phương? Nếu phải là Đức Minh Phương, con kính đại lễ đại Đức Minh Phương nhé. Nếu kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 2. Mano bhuppang gama thamma mano setha mano maya mana sa che pasannena pasativa karotiva ta tô năng su khả man về tí cha ya va anapa di ni mano bhuk phang kha ma tham ma mano se tha mano maya mana sa che pa san ne na pa sa ti va karo ti va ta tô năng su khả men về tí cha ya wa anapayini mano bhuppang gama thamma mano setha mano maya mana sa che pasannena pasati wa karoti wa tato nang sukha manveti cha ya wa anapayini. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, bắt đầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình rọi bóng vui liền theo sau. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Nam mô Phật Tha Gia, con xin được xuống mic. Mến mời Sư Đại Minh nhé. Dạ, sa thú lành thay, Vinh Quá Thế Na. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam Tham Mơ Giá, Nam mô Tăng Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Rạng Đông, Sĩ Trần Phụng, chị Trần Đạo. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 2. Mano bút bằng gama thầm mà mano sê thà mano ma già mana sa chê ba sa nê na pha sa ti quà ca rô ti quà ta tô năng su khả man về tí cha già quá anapa di ni.
Mano búp bằng găm mà thầm mà Mano xét thà Mano ma già Mana xà chê ba xà nề ná phà xà tí quà ca đồ tí quà Ta tô năng su khá mạnh về tí chà già quá á ná bà di nì Mano búp bằng gà mà thầm mà Mano xét thà Mano ma già Mà na sa chê bà san nê na Phá sa ti qua ca rô ti qua Ta tô năng su khả man vê ti Cha ya qua na ba di nê Ý dẫn đầu các pháp Ý làm chủ ý tạo Nếu với ý thanh tịnh Nói lên hay hành động An lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Ảnh dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Mà nô bích băng gà mà thâm mà. Mà nô sa thả mà nô ma già. Mà na sa chê ba san nê na. Và sa ti qua ca rô ti qua. Ta tu năng su kha man vê tì cha ya wa na ba di ni mano búp bằng ga ma thầm ma mano xét thà mano ma già mana sa chê ba sa nê na pha sa ti hòa ca rù ti hòa ta tu năng su kha man vê tì cha ya wa na ba di ni các pháp Do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo, bắt cầu đưa duyên, nói, làm với ý tốt hiền, như hình dọi bóng, vui liền theo sau phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, em mình đã cho bài xong, kính nhân nhất lại đạo tràng ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tiên nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Mano búp bằng các má thầm mà, Mano xếp thà Mano mát già, Mana xà chè phát sần nề nát phát sần tí hòa, Khát rồ tí hòa, Tát tù nằng xúc cần mần quỳ tiết chát, Chá già quá a na pa di ni ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ ý tạo nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động an là bước theo sau như bóng không rời hình Hòa Thượng Thích Minh Châu Mano búp băng ga ma tham ma Mano sen tha mano maya mana sa na che pa san ne na sa ti wa ka ro ti wa ta to nang sung ka man we ti cha ya wa na pa na yi ni các pháp do ý dẫn đầu ý chủ ý tạo bắt đầu đưa duyên Nói làm với ý tốt hiền, như hình dõi bóng vui liền theo sau Hòa Thượng Giới Đức. Con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Sa thú, kính cảm ơn Sích Thi Na và cảm ơn Sích Trần Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Sích Hoa Nguyệt, Sích Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá. Còn thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức vừa hoàng lâm vào đạo tràng nhục bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ nhục bình kính chào đạo tràng và còn vị nào chưa ông bài không nguyên tịnh ơi ông bài chưa nguyên tịnh ơi ông bài chưa nghe mà nguyên tịnh cho tín hiệu à nguyên tịnh ơi để nhục bình ông bài là nhục bình khóa sổ nghe vậy là Nguyên Tịnh không cầm mít được rồi. Trần Phụng ơi, Trần Phụng ôn bài chưa Trần Phụng? Alo, Trần Phụng ôn bài chưa? Hôm nay Trần Phụng có ôn bài không?
Rồi, ba trăm phụng nha. Dạ con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, con kính lễ quý cô chú, quý anh chị trong đạo tràng. Dạ cho con được trả bài câu pháp cú số 2. Nano bất bằng ghé mà tham ma mano sita mano maya manasa che basane na và sati và karoti và tato nang sukha mang về tí cha già và ana bà yini mano bất bằng gama tham ma mano sita mano maya mana manasa che basanena pha sativa karotiva tato nang sukha mang ve ti chaya va anaba yini. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Dạ đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin được kệ. Ma no bất bằng gà ma tham ma ma no sẽ tham ma no ma ya ma na sa che ba san ne na va sa ti va ka ro ti va ta tổ năng sukha ma mang vi ti ya ya va an ha ba di ni ma no bất tăng ga ma tham ma ma no si tha ma no ma ya ma na sa che ba san ne na va sa ti va ka ro ti va ta tổ năng sukha mang vi ti ya ya va an ha ba di ni. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, bắt đầu đưa duyên, nói là làm với ý tốt hiền như hình dọi bóng vui liền theo sau. Dạ đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã trả bài xong, con xin mời quý cấp tiếp. Dạ con xin xuống mic. Dạ xa thủ kính cảm ơn Trần Phụng. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Hoàng Việt, cảm ơn Sích Văn Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu cho con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 2 ạ. Mano bút bằng gama tham ma mano sát tha mano maya manasa che basane na pha sati qua karo ti qua tato năng xuất khám hành quê tí cha ya qua anna ba ni di ni mano bực bằng ga ma tham ma mano sẹp tha mano ma ya mana sa che ba san ne na pa sati qua karo ti qua tato năng xuất khám hành quê tí cha ya qua anna ba di ni. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu với ý thanh tịnh, nói lên hai hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không tờ hình. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Mà nổ bức băng gà mã thăm ma mà nổ xét tha mà nổ ma gia mà na sa che pa san ne na pa sat ti qua ca ro ti qua ta to năng su kha mang quê ti cha giang a na ba di ni mà nô bấp băng gà mã thăm ma mà nô
sát tha mà nỡ ma già mà na sa che và san nê na và sát ti qua cà rô ti qua tà tô năng su hàm anh bê ti cha ya qua a na ba di ni. Các pháp với ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo, bắt cầu, đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình giỏi bóng, vui liền theo sau. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Lê Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức, nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Và sa thú lành thai, nhục bình kính cảm ơn Sích Trần Phụng Trích Ti Na, cô ấy Minh Binh Bách Thanh Á, Sích Trần Đạo, Sích Trạng Đông, đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ con không còn thấy bàn tay của vị nào nữa. Dạ, con Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cùng thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng giải từ vựng dương sự và ý nghĩa câu Pháp Kinh số 3. Dạ, kính cảm ơn Bình Bách Thanh Á đã cho bài học. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô ma sam bô ta ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô ma sam bô ta ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô ma sam bô ta ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trò hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lọc giá ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh tại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con tri ân sư đã cho con biết được tín hiệu. Dạ, con kính dân bích đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt trong diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm nay, ngày thứ Sáu, 9 Tây tháng 4. Buổi học ngày hôm nay, diễn đàn chúng ta sẽ học tiếp tục bộ Kinh Pháp Cú trong tiểu bộ kinh thuộc về Sutantabhitaka kinh tạng. Và cũng như sự sắp xếp ngày thứ Sáu, bản thân của Tịnh Đạt sẽ đảm trách một ngày về bộ kinh Pháp Cú, cũng như là cùng với các vị giảng sư khác. Trước khi đi vào bài học thì anh cho phép Tịnh Đạt cũng xin được nói đó là Tịnh Đạt sẽ cùng với các vị giảng sư có cái trách nhiệm để mà
tham gia các cái diễn tham gia diễn đàn về riêng bộ kinh Pháp Cú. Và ngày hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh sẽ học đến câu kệ ngôn số 3. Như vậy là chúng ta đã được bắt đầu hai câu, và hôm nay đến câu kệ ngôn số 3 trên 423 câu. Dạ, câu kệ ngôn Pháp Cú số 3 mà diễn đàn chúng ta sẽ tìm hiểu có nội dung như sau. Dạ, cho tình đàn xin sám hối, xin đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo trước khi đi vào cái bài học chính thức. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadimi Svakato Bhagavata Tammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, câu kệ ngôn Pháp Cú số 3 có nội dung như sau. Akochi mang awati mang achini mang ahasime ye cha tang upane hanti vera sang na sammati. Nó mắng tôi, đánh tôi, áp chế tôi, cướp tôi. Người cố chấp niệm ấy hận thù người chẳng nguôi. Bản bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu: nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy hận thù không thể nguôi. Hoặc là bản dịch văn xuôi của ngài Inda Chanda Chánh Thân: nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt của tôi. Và những ai ấp ủ điều ấy, sự hận thù của những người ấy không được lặng yên. Nam Mô Bụt Thầy. Giá trước khi đi vào cái phần duyên sự cũng như là ý nghĩa thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 3 này. Câu đầu tiên đó là Akochimang Awathimang. Akochimang Awathimang. Từ Akochi, Akochi nó được xuất phát từ cái căn động từ Kusa hay là Kusati. Có nghĩa là sỉ nhục hay là chửi rủa đó, cộng với lại cái tiếp biến ngữ A và được chia ở cái thời quá khứ. Cho nên chúng ta có cái từ Akochi. Akochi đã chửi rủa hay là đã mắng nhiếc, đã la mắng, vân vân. Măng, măng ở đây là một đại từ được chia ở cách thứ hai đối cách của cái từ gốc là từ Ahang. Ahang có nghĩa là tôi. Awathi, Awathi có nghĩa là đánh đập, từ cái căn động từ Wathati, Wathati cộng với lại cái tiếp đầu ngữ á. Chúng ta có cái từ là Awathati chia ở quá khứ, cho nên chúng ta có từ Awathi, đã đánh đập, đã đánh đập. Awathi mang cũng là cái từ của cái từ Ahang chia ở đối cách mang. Câu thứ hai, Achinim Ahasime, Achinim Ahasime.
nó đã chế ngự tôi, nó đã trước đọc tôi. Achini, Achini ở đây là một cái động từ xuất phát từ cái căn động từ chi. Chúng ta thường gặp cái từ này ở trong cái từ china tí là chiến thắng. Sappada năng, thamada năng, china tí. Chúng ta hay nghe cái câu là pháp thí thắng mọi thí. Sappada năng, thamada đa năng, china tí. Từ china tí này căn động từ chí cộng với lại tiết động ngữ á, cho nên chúng ta có cái từ là achina tí. Khi mà chia ở thời quá khứ thì còn là achini, có nghĩa là đã chiến thắng hay là đã chế ngự. Măng là đại từ chia ở cái cách thứ hai của ahang, có nghĩa là tôi. Ahasi, ahasi là một cái từ, một cái động từ ở thời quá khứ của cái căn xuất phát từ căn động từ harati cộng với tiếp động ngữ á, có nghĩa là đã cướp đoạt, đã lấy đi, đã cướp đoạt, đã lấy đi. Mê, mê là một đại từ chia ở cái từ sở thuộc cách, cái cách đó là gốc là thân của tôi, tôi. Achinimang ahasime, chế ngự tôi hay là chiến thắng tôi. Ahasime là cướp đoạt, cướp đoạt của tôi. Câu kế tiếp là ye cha tăng upanay hàn tí, ye cha tăng upanay hàn tí, và những ai ấp ủ điều ấy. Ye là những ai, chỉ ở số nhiều, ai, người nào, những ai, những người nào. Những người nào ở đây là đại diện cho cái người có những cái hành động bị mắng chửi, bị đánh đập, những cái người mà bị chiến thắng, những cái người mà bị mất của, bị tước đoạt đó. Những cái người đang chịu những cái hành động, bốn cái hành động của hai cái câu trên là thay thế bằng chữ dê, là những cái người đó đó. Chữ chá là và, chữ chá có một cái nghĩa đó là và. Tăng, tăng có nghĩa là điều ấy. Tăng có nghĩa là điều ấy. Upanayanti, upanayanti là một cái từ có nghĩa là ấp ủ hay là ôm ấp. Nó xuất phát từ cái căn động từ nahayati cộng với lại tiếp đầu ngữ upa. Chúng ta có cái từ là upanayanti. Chỉ sự nhấn mạnh của cái sự cột hay là cái sự bó buộc hay là cột trói, cột trói. Về cha tăng upanay hành tí. Câu cuối cùng về răng tê sang ná sam mát tí, về răng tê sang ná sam mát tí, sự hận thù của những người ấy không được lặng yên. Về răng là sự hận thù. Tê sang, tê sang là một đại từ của những người ấy. Chứ tê sang nó cũng ám chỉ cho những cái người đang bị lãnh hậu quả của cái bốn cái hành động ở hai câu trên. Chứ tê sang, và chứ tê sang này còn ám chỉ cho cái câu thứ ba, đó là những người mà ôm ấp, ôm ấp những cái hiềm hận. Ôm ấp tê sang ná sammati, ná có nghĩa là không. Sammati, sammati có nghĩa là được yên lặng hay là được chấm dứt. Nó xuất phát từ cái căn động từ samma, sam cộng với lại giá tí, được yên lặng, được chấm dứt.
Là như vậy là chúng ta đã đi sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số số 3 trên tổng số 423 câu. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 3 có nội dung như sau: Akotimang avatimang achinimang ahasime yechatang upanayanti verante sanna sammati. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù thể nguôi. Hoặc là bản Việt ngữ Ngài Giới Đức: Nó đánh, nó cướp của tôi, lại còn nhục mạ lắm lời đắng cay. Ai mà ôm ấp niệm này, lửa phiền thiêu đốt tháng ngày chẳng nguôi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Hy vọng kính bạch chư tăng thưa quý vị rằng hy vọng những cái lần chúng ta học lại bộ kinh pháp cú này, chúng ta sẽ học chúng ta sẽ ôn lại những cái gì mà chúng ta đã từng được chia sẻ, đã từng được biết tới, và cũng như là chúng ta cố gắng để mà phổ biến thêm những cái khía cạnh liên quan đến cái kinh nghiệm tu tập, để qua đó mà rút tỉa được cho bản thân mình khi mà đối mặt với những cái tình huống tương tự ở trong ngoài xã hội mà trong cuộc sống của chúng ta thường gặp. Cái điều đó nó là một cái bài học kinh nghiệm. Kinh nghiệm ở đây được rút tỉa từ các vị thánh tăng A-la-hán và được lời chỉ dạy của một vị là bị Phật. Cho nên cái bài học kinh nghiệm này là một cái bài học kinh nghiệm rất là quý giá. Dạ. Thì câu kệ ngôn pháp cú số 3 cũng như là câu kệ ngôn pháp cú số 4 có cùng một cái nội dung duyên sự. Nhưng hôm nay thì theo cái cách từ hồi bộ kinh trước á, thì chúng ta sẽ mỗi một ngày chúng ta sẽ, một buổi học chúng ta sẽ học một câu mà thôi. Nếu có cùng một cái duyên sự thì cái điều đó là cái điều may mắn, thì chúng ta sẽ học lại cái duyên sự đó vào cái ngày hôm sau, mà qua đó chúng ta sẽ nhớ được thêm nhiều chi tiết và hiểu biết thêm nhiều cái ý nghĩa. Thì thưa quý vị rằng cái duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 3 này, câu kệ ngôn pháp cú số 3 này nói về một cái vị tỳ kheo tên là Tích Xá. Nè, ở trong chú giải thì để là Tích Xá Theravatthu, vị trưởng lão tỳ kheo Tích Xá. Thực sự ra thì cái vị này ở trong từ điển Pali Proper Name, cái từ Tích Xá này thống kê rất là nhiều cái vị có cái tên Tích Xá trùng. Nhưng riêng cái vị Tích Xá này, thưa quý vị rằng do cái thói quen dùng từ cho nên gọi là Tích Xá Thera, là chúng ta dịch là chữ Thera là cái vị trưởng lão, nhưng thực chất ra thì cái vị này là cái vị tu mới tu xuất gia trong cái thời lão niên, khi mà lớn tuổi rồi mới đi tu xuất gia. Thì câu chuyện này nó xuất phát từ cái câu chuyện dẫn đến cái duyên sự mà Đức Phật nói lên hai kệ ngôn số 3 và số 4 này đó. Nó xuất phát từ một cái chuyện, đó là cái sinh hoạt hàng ngày của chư tăng. Cái sinh hoạt hàng ngày của chư tăng thì quý vị biết rằng đó, thì trong Phật giáo được phân ra vị lớn vị nhỏ là dựa theo hạ lạp, và cái hạ lạp đó là cái năm tu. Chỗ này Tịnh Đạt cũng xin mở ngoặc thêm cái từ hạ, từ quát xá mà chư tăng sử dụng đó, nó không ám chỉ là ba tháng hạ thưa quý vị, mà đó là cái năm tu, một năm của cái vị đó xuất gia mà không cấm đại kỵ,
không ảnh hưởng đến cái cuộc đời, cái mạng sống của cái vị tỳ kheo đó. Chứ không phải là hạ ở đây được ám chỉ cho 3 tháng hạ, những vị nào an cư kiết hạ còn đủ, không có bị hư hư đức hạ thì mới được tính. Còn những vị nào lỡ như không có kịp nguyện hạ, hay là bị hư không có trọn vẹn cái mùa hạ đó, thì được không được tính. Cái chỗ này cũng có rất là nhiều vị bị nhầm lẫn. Tức là khi mà xuất gia tỳ kheo đó thọ cụ túc giới 227 giới, thì kể từ lúc đó sẽ tính cái tuổi hạ. Vì đó tu được 1 năm thì tính 1 năm tuổi hạ, tu được 10 năm thì tính 10 năm tuổi hạ. Cho dù ở trong cái thời gian đó cái vị đó có trọn vẹn cái 3 tháng hạ hay là không. 3 tháng hạ nó chỉ quan trọng đó là cái việc ảnh liên quan đến cái quả báo Katina. Dạ, thì mở ngoặc thêm cái điều này. Thì cái trưởng lão Tí Xá đây là một cái vị tỳ kheo mới xuất gia. Nhưng mà cái vị Tí Xá này ỷ mình là thuộc cái dòng dõi vua chúa, dòng dõi hoàng tộc. Và khi xuất gia vào trong giáo pháp á, thì có một cái tính tình không có khiêm nhường, và thích tỏ vẻ là người cao sang, người quý phái, và thường đó là thích cái chỗ ngồi trang trọng. Và khi quý vị biết rằng khi một người ở bên ngoài đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt được cái người đó ở tầng lớp giai cấp nào. Mặc dù ở Việt Nam chúng ta cũng không có cái nặng nề và giai cấp, nhưng mà nhìn cái tư cách, cái cách ăn mặc, từ cái tóc tai, từ cái quần cái áo, từ đôi giày, từ cái nữ, chúng ta sẽ dễ dàng để mà phán đoán xem cái người này là cái người ở cái giai cấp làm việc hay là chức vụ, hay là người có tiền hay là người không có tiền. Nhưng ở trong Phật giáo thì khi mà đã cạo đầu xuất gia và đắp cái chiếc y lên người đó, thì hoàn toàn chúng ta khó bề nào để mà phân biệt được, tại vì các vị có cái hình thức giống nhau. Và khi mà đã mặc chiếc y lên người thì sẽ thể hiện ra cái tăng tướng, một cái phẩm mạo đáng được kính trọng. Và lợi dụng cái điểm này đó thì cái vị tỳ khưu Tích Xá đã tự cho mình là cái người ở cái địa vị, ở cái xứng đáng ngồi lên những cái nơi trang nghiêm, được nhận cái phần cúng dường lễ bái. Và một cái dịp nọ thì các cái vị tỳ khưu ở xa đi lại, ở xa tức là khi mà xuất gia ở nơi khác mà đi về thăm viếng Đức Phật, chưa có từng gặp mặt cái vị Tí Xá này, cũng không biết là ai. Thì khi mà gặp như vậy thì nhìn các cái vị lớn tuổi mà ngồi ở nơi trang trọng thì cứ nghĩ rằng là những cái vị trưởng lão và đã làm theo đúng cái lời Phật dạy ở trong luật, đó là khi mà khách tăng mà từ xa đi đến thì nên chào hỏi những cái vị trưởng lão và thăm viếng sức khỏe, cũng như là hỏi han về cái tình hình ở nơi mà cái vị đó sẽ lưu trú. Thì theo Tích Xá vẫn thản nhiên tiếp đón các cái vị đó giống như là một cái vị trưởng lão, một cái vị lâu năm ở trong Phật giáo. Các vị khách tăng khen mình để phục vụ, để mà trả lời một cách rất là khiêm tốn, khiêm cung. Nhưng mà khi phát hiện ra cái vị này là một vị mới tu, xuất gia chưa được bao lâu, thì các vị tỳ kheo khách tăng không có hài lòng. Và có một số vị không kìm được cái sự giả dối của tỳ kheo Tí Xá, đã buông lời trách mắng. Và khi bị trách mắng đúng tội, đúng người, nhưng mà tỳ kheo Tí Xá lại không thấy đó là cái lỗi lầm, mà cho đó là một cái lời cái lời chửi rủa, cho đó là một cái điều
nặng nề, sỉ nhục đối với mình. Cho nên tỳ kheo tý xá đã đi mét Đức Phật và mong rằng Đức Phật ngài sẽ binh mình để mà có cái sự rầy dạy các vị khách tăng. Thì khi Đức Phật ngài hay câu chuyện xảy ra như vậy đó, thì Đức Phật ngài nói rằng tý xá đã là người phạm lỗi vì cố tình gây ra cái sự nhiễu lầm. Thì Đức Phật ngài dạy tý xá, tỳ kheo tý xá hãy thành tâm các vị khách tăng là những vị cao hạ hơn, xuất gia thâm niên hơn hơn mình. Nhưng mà tý xá rất là cứng đầu, mặc dù Đức Phật có mặt ở đó và dùng lời khuyên nhủ, nhưng mà tý xá vẫn một mực là cho rằng mình là người bị sỉ nhục, mình không có lỗi. Và thông qua cái câu chuyện này thì Đức Phật ngài nói rằng không phải ở cái lúc này không, mà những cái thời gian trước tý xá cũng đã từng như vậy rồi. Thì Đức Phật ngài nhắc lại cái câu chuyện quá khứ. Thì trước khi nhắc về cái câu chuyện quá khứ thì Tịnh Đạt cũng muốn nói thêm ở một cái xã hội như thời Ấn Độ, thì thưa quý vị rằng cái gọi là giai cấp phân chia giai cấp nó rất là nặng nề. Và một người mà xuất thân từ hoàng tộc giống như là tỳ kheo tý xá thì phải nói rằng có một cái vị trí và một cái tự hào rất lớn. Mà có tự hào rất lớn. Khi mà xuất gia vào trong đạo thì tý xá lại không có ý thức được rằng khi mà cạo đầu đắp y, xuất gia vào trong đạo là phải bỏ hết những cái gọi là cái niềm tự hào đó, mà tý xá mang theo vào trong đạo. Cứ nghĩ rằng cái niềm tự hào đó sẽ đem đến cho mình những cái cung kính lợi đắc, và quên rằng cái mục đích xuất gia là tầm cầu giải thoát. Chính vì cái giai cấp phân chia rất là nặng nề ở trong thời kỳ Ấn Độ đó, thì có những cái chuyện không có đáng mà đã xảy ra, giống như trường hợp của tý xá. Thì ở đây muốn nói đó là một cái vị lớn tuổi xuất gia mà nhiều khi cái vị đó là một cái người thành công thành đạt ở trong cái cuộc đời toàn sĩ đó. Thưa quý vị rằng trời đang đổ mưa, không biết quý vị có bị ảnh hưởng nghe âm thanh được tốt không ạ? Dạ, khi nào quý vị có trục trặc như thế nào thì quý vị cho Tịnh Đạt hay ạ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Thì cái vấn đề ở đây đó là một cái người gia vào trong giáo pháp, xuất gia thành một vị sa môn ở tuổi lão niên, mà đặt trường hợp cái vị đó là một cái người có gia đình, có cái sự nghiệp, có cái sự thành công ở trong xã hội, thì cái việc xuất gia đó nó có khó hay là không? Nó có khó hay là không? Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, có nhắc đến một cái bài kinh mà Đức Phật ngài nói đó là: này các tỷ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi thành tựu năm pháp này. Thế nào là năm? Thật khó tìm được ngày các tỳ kheo. Một người xuất gia lớn tuổi lại thế gì? Thật khó tìm được ngày các tỳ kheo. Một người xuất gia lớn tuổi có uy nghi tốt đẹp. Thật khó tìm được ngày các tỳ kheo. Một người xuất gia lớn tuổi nghe nhiều. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi thuyết pháp. Ngày các tỳ kheo. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi trì luật. Này các tỳ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi đã thành tựu năm pháp này. Qua cái đoạn ngắn như này đó thì chúng ta thấy được rằng có năm cái thành tựu cũng như là năm cái thử thách cản trở cho một người
lớn tuổi xuất gia. Một người lớn tuổi xuất gia. Theo cái kinh nghiệm có tiếp xúc đến một số cái vị lớn tuổi xuất gia đó, thì cái gặp khó khăn nhất đó là cái sự chênh lệch về tuổi tác giữa cái người tu trước và cái người tu sau. Khi mà vào cuộc tu, mình là người lớn tuổi nhưng mà phải làm sư đệ, phải chịu sự dạy dỗ và dẫn dắt của cái người sư huynh nhỏ tuổi hơn mình, đáng tuổi con cháu, thì đó là một cái điều phải nói là rất là nỗ lực để mà dẹp bỏ cái nghiệp. Và cái vị nào mà thành tựu được cái điều này đó thì phải nói là rất là nể phục. Rồi khi mà lớn tuổi xuất gia đó thì sẽ gặp những cái khó khăn, những cái thử thách, giống như là có những cái uy nghi tế hạnh cần phải được trang nghiêm. Thì lớn tuổi thì đôi khi cái tập khí bên ngoài nó còn, nói thì nói lớn, cười thì cười lớn, đi hay là nằm hay là ngồi thì do cái thói quen bên ngoài mấy chục năm rồi, cho nên một lúc một buổi thì khó lần nào mà ngồi yên, ngồi giống như là một cái vị xuất gia lâu năm được. Cái điều nữa đó là khi mà lớn tuổi mà xuất gia thì phải nói là trí tuệ bắt đầu mỏi mòn, sức khỏe đã suy yếu, trí tuệ bắt đầu không còn minh mẫn nữa. Thì đối với cái việc mà nghe kinh, nghe pháp, học kinh điển là một cái điều phải nói là cản trở khó khăn. Và nếu mà bằng cái quyết tâm, cái ý chí kiên cường thì các vị này có thể thành tựu được. Nhưng mà phải nói rằng là đối với các vị sư tuổi trẻ thì phải nói là rất là khó. Ở trong tại chùa Tịnh Đạt Trang Ngỡ thì có một các vị ở lớn tuổi xuất gia, khi các vị ngồi lại học kinh chung đó thì các quý vị nhìn lại các vị sa di, các cái chú giới tử tuổi 15, 16 đó, thì các quý vị thấy rằng là sao mà học kinh chậm quá, mình bây giờ trí tuệ sao nó lục quá, rồi trí nhớ lại nó không có được bền dai, đọc trước quên sau, đọc sau quên trước, đọc trước đọc sau quên hết. Mà nhìn các chú tiểu hay sơ di học một cái câu pháp cú 4 câu chừng khoảng 10 phút, 15 phút là các vị đã thuộc rồi. Hoặc là những cái bài thuyết pháp mà các vị pháp sư cho cái thử thách đó là đọc 4 câu pháp cú 3 lần, các vị đã có thể thuộc lại. Thì phải nói là khi mà lớn tuổi mà xuất gia để học kinh học đạo, phải nói là một cái điều thử thách rất là lớn, một cái cản trở. Rồi lại nữa, khi mà lớn tuổi xuất gia đó thì mình không có đủ cái kiên nhẫn để học kinh học pháp, để mà tu thiền. Quý vị đừng có nghĩ rằng không học kinh học pháp được đó, thì người lớn tuổi xuất gia dễ dàng trong cái thiền định, cực kỳ khó khăn. Bởi vì thứ nhất đó là mình chưa có duyên lành ở trong cái pháp của Đức Phật, mình chưa có thấu hiểu được. Khi mà ngồi thiền thì dễ bị chán nản, bị sa sút. Nhưng cái vị nào vượt qua được phải nói là thành tựu rất là tốt đẹp, bởi vì do cái nghiệm nếm cái nỗi đau, cái sự mất mát, cái sự khó khăn ở ngoài xã hội rồi thì vị này khi mà nhàm chán đó, khi mà từ phước đó, thì không còn có mong mỏi. Cũng có một cái lợi thế như vậy, hơn là những cái vị xuất gia từ trẻ không biết sự đời, khi lớn lên chỉ là môi trường ở trong chùa thôi á, thì khi mà nó sẽ gặp một cái trở ngại là do cái ham thích
cái tò mò ở bên ngoài thế gian, cái ngũ dục làm cho cái vị này khó lòng nào mà chú tâm vào trong cái học hay là cái hành. Còn các vị lớn tuổi thì đã trải ra qua rồi, không còn ham thích nữa, không còn mong mỏi nữa, cho nên tập trung hết sức lực vào trong cái việc học, cái việc hành. Rồi lại nữa đó là do vì không có cái được cái sự học hành một cách rốt ráo đó, thì các vị xuất gia lớn tuổi rất là khó trở ngại ở trong cái việc mà thuyết giảng, giữ gìn giới luật một cách trong sạch. Cái điều này là một cái điều tương đối thôi quý vị. Dạ. Tương đối ở đây là số, do số đông nhiều cái trường hợp nó xảy ra như vậy. Nhưng mà cũng có nhiều cái trường hợp đó là các quý vị đã xong cái công việc bên ngoài rồi, có gia đình con cái đã lớn và tìm cái nơi để mà yên tịnh trong cái tuổi xế chiều, hoặc là với cái suy nghĩ tu mót, còn bao nhiêu sức lực dồn hết trong cái việc mà phát triển cái tinh thần, cái tâm linh. Thì với những cái suy nghĩ tâm tư như vậy thì những người xuất gia lớn tuổi rất là có lợi ích, rất là có lợi ích. Và với cái kinh nghiệm bề dày cuộc sống bên ngoài đó, thì cái vị xuất gia lớn tuổi vẫn có thể thành tựu những cái pháp này, từ cái pháp tế nhị, chịu khó siêng năng học kinh kệ, chịu khó siêng năng tu thiền định, chịu khó siêng năng để nghe pháp, vân vân. Cũng rất là có cơ hội để mà thành tựu, chứ không hẳn là không được thành tựu. Và với cái trường hợp của tỳ kheo Tích Xá đó là xuất gia lớn tuổi, nhưng mà cái vị này lại có một cái trở ngại, bản thân của mình là do cái ngã mạn quá lớn, khi bị xúc phạm, mà xúc phạm ở đây là từ cái lỗi bản thân mình gây ra, chứ không phải là lỗi của người ta, mà vị này vẫn không hạ mình để mà xin sám hối, thì một cái điều đó là cái điều khó có thể chấp nhận được, ngay cả cái xã hội bên ngoài. Ngay cả xã hội bên ngoài. Quý vị biết rằng là bây giờ người ta truyền tai nhau cái cách mà dạy con cái đó, cái cách mà dạy cho một đứa trẻ noi gương người lớn đó, hoặc là những cái nơi phát triển giống như là ở những xứ Nhật Bản, thì họ dạy những cái đứa bé đó, khi mà mình bị lỗi, mình phạm lỗi, mình có lỗi thì mình hãy biết xin lỗi. Và cái điều này không phải lý thuyết suông. Khi người cha, người mẹ, các bậc phụ huynh, đương nhiên thì thỉnh thoảng chúng ta cũng có lỗi. Ví dụ như là quên hứa với đứa con là đi hẹn đứa con đi lúc đúng giờ, hay là hứa đứa con là cuối tuần chở đi chơi, hay là chúng ta hứa với đứa nhỏ một cái chuyện gì đó mà chúng ta quên, thì ngay lúc đó cái người phụ huynh cũng phải biết nói lời xin lỗi đứa con. Dạ. Thì cái việc này nó thể hiện đó là cái cách giáo dục của cái người lớn tập cho một cái đứa trẻ nhận thức rằng khi mình có lỗi thì phải biết xin lỗi, mặc dù mình là cái người lớn hơn, mình là cái người có quyền thế hơn. Khi thấy biết mình có lỗi phải biết nhận lỗi, đó là người sống có trách nhiệm. Thì trường hợp của tỳ kheo Tích Xá, mặc dù được khuyên răn, được Đức Phật ngài khuyên dạy như vậy mà vẫn không có cái sự sám hối, thì Đức Phật ngài nói này đây là do cái tập khí từ nhiều đời quá khứ rồi. Đức Phật ngài dẫn một cái câu chuyện tượng trưng, đó là có hai cái đạo sĩ đến trú tại một cái nơi trong một cái nhà trong làng đó, thì cái việc mà vị đạo sĩ nằm ngủ trong đêm, vô tình dẫm đạp tóc một vị, dẫm đạp tóc của một vị kia, do là đêm tối
và cái vị trí nằm không có thuận lợi, không có thuận lợi, cho nên cái sự vô tình hoặc là hiểu lầm mà dẫn đến cái sự xích mích lẫn nhau. Và quý vị biết rằng trong cái sự xích mích đó thì với cái tâm sân hận đó, cái tâm khó chịu đó, thì các vị này đã có những cái lời nguyền rủa. Và nếu mà không có cái sự sám hối, không có sự xin lỗi đó, thì cái lời nguyền rủa này nó sẽ trở thành sự thật. Thì cái câu chuyện này chúng ta sẽ nó khá dài, cho nên chúng ta sẽ không kể hết ở đây, mà chỉ có quan trọng một điều đó là chúng ta hiểu được cái vấn đề. Nhiều khi ở trong đời sống của mình đó, thưa quý vị, rằng có những cái chuyện xích mích với nhau nó không có đáng. Lấy ví dụ đó là khi mà bản thân của chúng ta là người lớn rồi đó, thì chúng ta thấy cái sự xích mích của những cái đứa trẻ ở trong xóm hay là ở trong gia đình, giành cục kẹo hay là lỡ đứt cái cọng thun cột tóc, hay là lỡ có xé cầm nhầm cuốn tập, thì cái việc đó nó đối với người lớn nó không có vấn đề gì hết. Ví dụ như là lỡ thì xin lỗi, hoặc là mượn thì trả lại, nó không có vấn đề gì nó to tát. Nhưng mà ở cái thế giới con nít á, như chúng ta có thể nhớ lại, thì đó là một cái vấn đề bức bối, khó chịu mà phải giải quyết liền bằng mọi cách. Nhiều khi là phải dùng tới bạo lực để mà tranh giành cho được những cái thứ đó. Quý vị thấy biết rằng đó là khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết rộng lớn, sâu xa, và có đủ cái kiên nhẫn và đủ cái tấm lòng rộng mở đó, thì chúng ta thấy cái vấn đề nó không có lớn. Nhưng mà đối với một đứa con nít đó, thì nó chưa có đủ cái trưởng thành, nó thấy cái vấn đề nó rất là to lớn, nó rất là quan trọng, và nó phải tranh chấp cho nhiều khi á. Các quý vị hình dung lại trong một cuộc chơi, ví dụ như là chọi lon đi chẳng hạn, hay là bún thun, hay là một cái trò chơi thở bé, thì có những cái miếng sành hay là những cái miếng hay là những cái cọng thun đó nó không có giá trị bao nhiêu. Nhưng mà khi vào cuộc chơi đó, thì do cái quy luật cuộc chơi nó cuốn theo những cái người tham gia cuộc chơi đó, chỉ cần hư một cọng thun hay là ăn gian một cái gan tấc, thì cái người đối diện đó, cái người mà chơi chung đó, hoàn toàn không đồng ý và có thể nổi sân nổi cáo. Và đối với người lớn chúng ta cũng vậy thôi. Khi mà đến cái tuổi mà trưởng thành 20, 30, chúng ta thấy rằng cái việc mà ăn thua đối với cái người bạn của mình, cái việc mà tranh chấp tài sản đối với anh em trong nhà, thì chúng ta cho rằng cái việc đó nó hệ trọng dữ lắm, nó quan trọng dữ lắm. Nếu mà thua là coi như là trắng tay, là không thể nào sống sót được. Nhưng mà khi mà tuổi đã xế chiều 60, 70, thì chúng ta xem cái việc đó, cái việc mà gìn giữ hòa bình đó, hòa khí, nó quan trọng hơn là cái việc đó rất là nhiều. Của cải mất đi, tài sản mất đi, có thể tìm lại được, nhưng mà hòa khí mất đi đó, thì sẽ nó mất luôn. Giống như là những cái trường hợp đó là đáng tiếc xảy ra trong báo chí bây giờ đó, là trong cái việc mà tranh chấp chỉ có một cây sồi, có một cái tranh ở giữa hai cái mảnh đất anh em trong nhà thôi, mà quý vị biết rằng có lời qua tiếng lại. Và chính vì cái lời qua tiếng lại đó là cái tâm sân nó nung nấu, và trong cái tự sân hận đó,
con người nó khó kiềm chế được cái lời nói, và trong cái sự mà hấp tấp đã nói ra những cái lời không có lọt lỗ tai. Và chính vì những cái lời nói không lọt lỗ tai thì cái người đối diện sẽ đáp lại những cái lời khó nghe, và lời qua tiếng lại thì bắt đầu xảy ra xung đột, ẩu đả từ tay không cho đến vũ khí, và nó cái hệ quả, cái hậu quả đó là tranh chấp một cái cây xanh, một cái cây ở giữa hai mảnh đất của gia đình mà xảy ra vụ án giết người. Một người thân thì bỏ mạng tại chỗ, một người thân thì phải kêu án ngồi tù. Vì vậy thấy rằng có những cái chuyện nó không có, chúng ta ngồi xét lại thì nó không có đáng, nhưng mà ngay trong lúc đó thì chúng ta không có xử lý tình huống một cách triệt để. Cho nên tình đạt thưa quý vị, có những cái phiền não nhỏ đó, hay là những cái thiện nghiệp nhỏ đó, ở trong cái đời sống bình thường chúng ta không có để ý. Nhưng mà chính vì những cái lúc này đó, những cái lúc mà không có cái tình huống gì quan trọng xảy ra, đó là những cái lúc mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng, chúng ta cần phải để ý. Và nhiều lần như vậy đó thì chúng ta sẽ tập cho mình một cái khả năng, một cái khả năng để mà ứng phó tình huống. Tình Đạt thấy một cái ví dụ đó là học lái xe hai bánh, lái xe bốn bánh, học lái xe đó, thì cái việc mà chúng ta xử tình huống ở trong cái thực tế nó có thành công, nó có an toàn hay không đó, nó tùy thuộc hoàn toàn vào cái việc mà chúng ta thực hành từng giây từng phút, từng cái lúc mà phải nghiền ngẫm, cái học hỏi cho rành về chân ga, chân thắng, chân côn, về cái số, về cái đèn, về cái vô lăng. Tất cả những cái thứ mà chúng ta tập trung học hỏi, tìm hiểu kỹ, hiểu biết về những cái chức năng của nó sẽ giúp cho chúng ta xử lý tình huống một cách an toàn. Chứ không phải là chúng ta cứ mường tượng tình huống, hay là xem những cái đoạn tình huống mà người ta quay lại và chúng ta thử tưởng tượng và xử lý. Nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái khả năng tập từ ban đầu. Cho nên khi mà đối diện với cái phiền não thì nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái khả năng mà chúng ta quân tập từ ở trong cái đời sống bình nhật. Thì cái lúc đó khi mà mất bình tĩnh, chúng ta còn có cái để mà bám víu, còn có cái để mà xử lý. Khi mà đụng chuyện về cái sân hận, đụng chuyện về cái tham ái, chúng ta còn có cái khả năng để mà ngăn chặn, để mà kiềm chế. Thì đó là một cái ý mà liên quan đến những cái tình huống xảy ra, để chúng ta có cái khả năng nhận biết được rằng cái việc này nó không có đáng để mà chúng ta phải tranh chấp, phải tốn thời gian, phải tốn công sức, phải thức đêm thức hôm để mà suy nghĩ. Nói như vậy thôi chứ Tịnh Đạt cũng hiểu, khi mà cái cuộc sống mình nó có nhiều cái rủi ro, nhiều cái cần phải tranh chấp, thì đương nhiên rồi, nếu mà chúng ta nhường nhịn hết á, chúng ta cũng đâu có tồn tại được. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng mình là một người có cái sự kiềm chế, có cái sự hiểu biết trong một cái tình huống để đưa ra cái hướng giải quyết tốt đẹp. Chứ không phải gặp cái gì chúng ta cũng lùi, gặp cái gì chúng ta cũng nhịn. Quý vị biết rằng cái tính cách mà cứng đầu á, cái tính cách mà không có nghe lời á, nó cũng có hai yếu tố. Thứ nhất đó là cái người đó là khó dạy thiệt. Khó dạy thiệt, giống như trường hợp của Tỳ Kheo Thích Xá là người khó dạy. Mặc dù Đức Phật Ngài khuyên điều hay lẽ phải, nhưng mà Thích Xá vẫn không nhận lỗi của mình. Cái thứ hai đó, cái người mà cứng đầu như vậy đó, nó có trường hợp đó là cái người đó là cái người chính kiến, cái người có cái chính kiến của bản thân mình, không phụ thuộc vào số đông,
cũng không vì sợ hãi, cũng không vì uy hiếp mà người đó quốc phục. Nó có hai trường hợp như vậy. Thì ở đây muốn nói một cái điều nữa. Trong cái tâm sợ hãi hay là cái tâm sân hận đó, chúng ta cố gắng né tránh càng nhiều, ngăn chặn càng nhiều càng tốt. Bởi vì sao thưa quý vị? Đó là cái tâm có khả năng cột quan trái nhiều nhất. Nó là cái trạng thái, đó là cái dòng suy nghĩ mà làm phiền chúng ta nhiều nhất ở trong cái đời hiện tại cũng như là đời tương lai. Bởi vì chúng ta càng ghét, càng hận thì chúng ta sẽ gặp lại cái đối tượng đó ở trong tương lai, chắc chắn là như vậy. Giống như Tình Đạt có từng nói với vị đó, ở trong cuộc sống này muốn gặp lại nhau chỉ có hai trường hợp: một là duyên, duyên lành; hai là nợ, quan trái lẫn nhau, thì chắc chắn sẽ gặp lại ở trong một gia đình hoặc là trong làng xóm, gặp lại để mà vui vẻ, hay là gặp lại để mà đau khổ, thì tùy thuộc vào chúng ta có ngăn chặn được cái tâm sân hay không, có ngăn chặn được cái dòng suy nghĩ sân hận cột quan trái hay không. Thì qua cái câu kệ ngôn số 3 này, Tịnh Đạt xin chia sẻ quý vị ở cái nội dung về cái duyên sự. Kết thúc cái duyên sự đó thì nhiều quý vị qua cái sự sắp tấn, qua cái lời giải thích nhắc nhở của Đức Phật thì đã rút ra cho mình một cái bài học, và nhiều vị đã nhận ra cái bài học đó, cho nên đã chứng đắc được các tầng đạo quả tu đầu quần. Nhưng mà riêng tỳ kheo Tích Xá thì vẫn tính nào tật nấy, vẫn tính nào tật nấy. Phải nói là một cái điều rất là không may mắn cho tỳ kheo Tích Xá. Và qua cái bài học này thì chúng ta sẽ để ý qua cái câu kệ ngôn là: nó mắng tôi đánh tôi, thắng tôi cướp của tôi, ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Thì chúng ta sẽ học cái bài học kế tiếp để mà biết cách không ôm hận thù, thì cái hận thù đó nó sẽ tự nguôi. Quan gia nên cởi, nhé, không nên kết. Đó là cái nội dung của cái câu bài học số 3, cái câu pháp cú số 3 bài học ngày hôm nay. Tịnh Đạt xin phép được kết thúc cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Chúc chư tăng và toàn thể quý đạo tràng chúng ta luôn luôn có cái sự an vui tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời các vị MC trở lại với diễn đàn. Sa thu lành thay, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt Từ Bi Hoàn Hỷ Quang Lâm đạo tràng để thuyết giảng bài kinh pháp cú số 003 từ vựng ý nghĩa và duyên sự. Đến hàng Phật tử chúng con học hiểu để hành và cho được sự an vui, sự tiến hóa, chúng con xin được thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và thay mặt đại chúng trong room một lần nữa, con xin được thành kính cung kính đại đức Minh Hạnh Từ Bi Hoàn Hỷ chúc phúc cho room ạ. Sau khi nghe pháp Nam Mô Bụt Thầy á, dạ, con xin thành kính cung kính đại đức Minh Hạnh. Ogotasapamangalang rakhantu sappe devatasamabhuta anupavena sarasati pavantu te. Ogotasapamangalang rakhantu sappe devatasamanhammanupavena sarasati pavantu te. Ogotasapamangalang rakhantu sappe devatasamasanghanupavena sarasati pavantu te. Tất cả phương pháp hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu, sa thu.